vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Các tỷ phú ồ ạt bơm tiền vào bầu cử Mỹ, ông Trump hay bà Harris sẽ là chủ nhân Nhà Trắng. Rất nhiều tỷ phú Mỹ đã trở thành nhà tài trợ lớn cho ông Trump và bà Harris. Liệu sự can thiệp tài chính của các tỷ phú có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay? Theo nguồn tin từ báo Dân trí, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đang chạy đua nước rút cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhiều tỷ phú Mỹ đã liên tục tiếp sức cho cả hai. Cuộc bầu cử Mỹ năm nay đang trên đà trở thành cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tốn kém nhất trong lịch sử. Tính đến giữa tháng 10, các ứng cử viên và các nhóm đồng minh đã huy động được tổng cộng hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Theo phân tích của Financial Times, đến nay, các tỷ phú đã quyên góp ít nhất 695 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 18% tổng số tiền huy động được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Từ tháng 1 năm ngoái đến giữa tháng 10 năm nay, các nhóm ủng hộ tổng thống Joe Biden và bà Harris đã huy động được 2,2 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn so với mức 1,7 tỷ đô la Mỹ của nhóm ủng hộ ông Trump. Những con số trên càng cho thấy số tiền chảy vào chính trường Mỹ đã gia tăng đáng kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép các cá nhân quyên góp số tiền không giới hạn cho các siêu nhóm hành động chính trị, hay còn gọi là siêu PAC, và độc lập với các chiến dịch tranh cử chính thức. Trong tổng số tiền mà bà Harris huy động được, chỉ có 127 triệu đô la Mỹ, tương đương với 6% là do các tỷ phú quyên góp. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với phía ông Trump. Trong số những tỷ phú chi tiền ủng hộ bà Harris, có người đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz, nhà đầu tư mạo hiểm Greg Hoffman, doanh nhân Michael Bloomberg, v.v. Ngoài ra còn có thông tin tỷ phú Bill Gates thầm lặng quyên góp 50 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ bà Harris. Trong khi đó, các nhóm ủng hộ ông Trump đã nhận được ít nhất 568 triệu đô la Mỹ từ các tỷ phú, tương đương 34% tổng số tiền mà chiến dịch tranh cử của ông đã huy động được. Tỷ phú Tim Mellon là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Ông ủng hộ 150 triệu đô la Mỹ cho nhóm Make America Great Again của ông Trump, chiếm khoảng 45% tổng số tiền tài trợ cho tổ chức này. Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, cũng đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ cho America PAC để ủng hộ ông Trump. Kết quả của bầu cử tổng thống Mỹ phụ thuộc nhiều vào một số bang chiến trường. Chính vì vậy, việc các tỷ phú bơm tiền vào những bang như vậy sẽ góp phần lôi kéo cử tri và giúp ích cho ứng viên tổng thống. Bầu cử Mỹ, kiểm phiếu và công bố kết quả khi nào? Bầu cử Mỹ sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Tuy nhiên, việc thông báo kết quả có thể chậm hơn dự kiến tùy vào tiến độ kiểm phiếu tại từng tiểu bang, ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ Online. Giới quan sát quốc tế nhận định cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay sẽ là một trong những sự kiện đặc biệt với nhiều biến cố nhất mà nước Mỹ từng chứng kiến. Bầu cử tổng thống Mỹ dự kiến chính thức diễn ra từ ngày 5 tháng 11. Người chiến thắng sẽ phục vụ nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo tại Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Các cử tri tham gia cuộc bầu cử không chỉ bầu tổng thống mà còn bỏ phiếu để chọn ứng viên cho các ghế thượng viện và hạ viện trong Quốc hội Mỹ. Theo báo The Telegraph, phần lớn cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trực tiếp vào đúng ngày bầu cử. Tuy nhiên, một số cử tri có thể lựa chọn bỏ phiếu sớm qua thư hoặc tại các địa điểm được quy định. Mỗi bang của Mỹ đều có những quy định khác nhau về cách thức kiểm phiếu, vì vậy việc công bố kết quả có thể chậm hơn vài ngày so với dự kiến. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nước Mỹ công bố chiến thắng của tổng thống Joe Biden sau ngày bầu cử chính thức là 5 ngày, đánh dấu lần tuyên bố kết quả lâu nhất kể từ năm 2000. Nguyên nhân cho sự trì hoãn này đến từ làn sóng bỏ phiếu qua thư tăng mạnh vào thời điểm đại dịch COVID-19, khiến nhiều bang không quen với việc xử lý một lượng lớn phiếu bầu sớm, theo tạp chí The Times. Như thường lệ, 7 tiểu bang chiến trường có khả năng quyết định kết quả bầu cử là Arizona, Georgia, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Nevada đều ban hành quy định riêng về cách thức xử lý và kiểm phiếu. Việc bỏ phiếu qua thư rất phổ biến ở Arizona,
Trong cuộc bầu cử năm 2020, gần 90% cử tri đã bỏ phiếu sớm và hầu hết là bỏ phiếu qua thư. Theo hãng tin Reuters, các quan chức phụ trách bầu cử ở Arizona thường bắt đầu kiểm phiếu bầu qua thư sau khi nhận. Tuy nhiên, chỉ công bố kết quả sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa khoảng 1 giờ đồng hồ. Ngoài Arizona, bỏ phiếu sớm cũng rất phổ biến tại Georgia. Giới chức tiểu bang này dự kiến 65-70% cử tri sẽ bỏ phiếu sớm tại các địa điểm được quy định. Trong khi đó, phiếu vắng mặt và phiếu bầu qua thư có thể chiếm khoảng 5%. Theo quy định của bang Georgia, các nhân viên phải đợi đến ngày bầu cử mới được tiến hành kiểm phiếu. Ngoài ra, tất cả phiếu bầu sớm, bao gồm trực tiếp và qua thư, phải được kiểm và báo cáo kết quả vào 20 giờ ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương. Trong khi đó, bang Michigan đã triển khai hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử năm 2020, cho phép các khu vực có hơn 5.000 cử tri bắt đầu xử lý và kiểm phiếu bầu qua thư trước ngày bầu cử 8 ngày. Giới chức Michigan cho biết quy định mới có mục đích đẩy nhanh tiến độ kiểm phiếu và công bố kết quả sớm hơn so với năm 2020. Nhằm tránh lặp lại tình trạng chậm trễ như mùa bầu cử trước, một số khu vực tại bang Nevada đã bắt đầu xử lý phiếu bầu qua thư từ ngày 21 tháng 10 và kiểm phiếu bầu trực tiếp sớm vào ngày bầu cử. Reuters cho biết các cử tri tại tiểu bang này ngày càng chuộng hình thức bỏ phiếu qua thư. Nevada cũng là tiểu bang duy nhất trong số 7 bang chiến trường chấp nhận các lá thư gửi phiếu bầu đến muộn trong vòng 4 ngày kể từ ngày bầu cử. Tương tự Nevada, các viên chức Bắc Carolina cũng bắt đầu kiểm phiếu bầu qua thư trước ngày 5 tháng 11. Sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, bang này sẽ công bố kết quả sơ bộ dựa trên phiếu bầu qua thư và phiếu bầu sớm. Các phiếu bầu vào ngày bầu cử sẽ được kiểm suốt buổi tối, với kết quả đầy đủ dự kiến có trước nửa đêm. Trong khi đó, Pennsylvania, tiểu bang quan trọng bậc nhất trong 7 bang chiến trường, là một trong số ít nơi không xử lý phiếu bầu qua thư từ trước, mà chỉ bắt đầu kiểm phiếu từ 7 giờ sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương. Cuối cùng, giống như Pennsylvania, bang Wisconsin chỉ cho phép các quan chức tiến hành kiểm phiếu bầu qua thư vào sáng ngày bầu cử. Điều này có thể dẫn đến việc công bố kết quả trễ hơn nhiều bang khác. Nhà kinh tế học chính xác nhất thế giới dự báo kết quả bầu cử Mỹ. Christopher Barrow, một nhà kinh tế học người Pháp nổi tiếng với độ chính xác cao trong dự đoán kinh tế, vừa đưa ra nhận định rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Báo Tuổi Trẻ Online cho biết, Barrow, người được Bloomberg xếp hạng là nhà dự báo hàng đầu về kinh tế Mỹ từ năm 2012, đã sử dụng các yếu tố như thị trường cá cược, thăm dò dư luận và các mô hình dự báo bầu cử để xây dựng dự đoán của mình. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bầu cử, dữ liệu từ New York Times cho thấy khoảng cách giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và ông Trump đang thu hẹp, với Harris dẫn trước chưa đến 1%. Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X Twitter ngày 28 tháng 10, Barrow nhận định rằng tình hình hiện tại ủng hộ cho chiến thắng của ông Trump và đảng Cộng hòa sẽ có cơ hội giành đa số ghế trong Quốc hội. Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider, Barrow nêu lên các kịch bản kinh tế khác nhau cho từng kết quả bầu cử. Trong trường hợp ông Trump chiến thắng và đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Quốc hội, từng tổng thống sẽ dễ dàng thực hiện các chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp và hộ gia đình, tập trung vào các chính sách đối nội thay vì đối ngoại. Theo Barrow, kịch bản này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn của Mỹ với GDP có thể đạt từ 2,1% đến 2,3% vào năm 2025. Một kịch bản khác là ông Trump giành chiến thắng nhưng phải đối mặt với một quốc hội chia rẽ. Trong trường hợp này, khả năng thực hiện các chính sách giảm thuế của ông sẽ bị hạn chế, buộc ông chuyển hướng sang các chính sách đối ngoại. Điều này có thể dẫn đến các biện pháp hạn chế thương mại và tăng thuế, làm chậm lại tăng trưởng kinh tế toàn cầu và kìm hãm tốc độ phát triển của Mỹ về dài hạn. Trong trường hợp bà Harris chiến thắng với một quốc hội chia rẽ, Barrow dự đoán sẽ có ít thay đổi về chính sách kinh tế, khiến tình hình kinh tế Mỹ ít biến động hơn so với các kịch bản khác. Trong khi đó, Alan Lipman, một nhà phân tích khác nổi tiếng với biệt danh Nostradamus của các kỳ bầu cử Mỹ, vì dự đoán đúng chính trong 10 cuộc bầu cử tổng thống từ năm 1984, lại cho rằng
bà Harris sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua lần này. Sự trái ngược trong dự đoán của hai chuyên gia khiến cuộc bầu cử thêm phần khó đoán định, đặc biệt khi các bang chiến trường vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa nghiêng hẳn về phía ứng cử viên nào. Những dự báo của Barrow cho thấy sự phức tạp của bức tranh chính trị và kinh tế Mỹ hiện tại đã làm rõ rằng bất kỳ kết quả nào trong cuộc bầu cử tới đây đều có khả năng tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đối với cả kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin mới ở các khung giờ để phục vụ quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.